Làm cái gì cũng có phải có liều lượng nhá, đông nhá. Liều lượng thời và vị. Xưa có với anh tên là anh Tuấn, anh ấy nhịn xong mới là anh ấy không, đợt đấy là anh ấy uống cái thuốc sổ. Thuốc sổ như kiểu phan tả diệp ấy. Thế con này nó học với ít đông y, thế là ông uống một liều đây nó sổ ra người ông nhẹ hễu đi. Ông mua, ông ấy tham lên. Ông ấy mua liều 2, đáng nhẽ người ta chỉ một năm ta sổ một lần thôi hoặc là bao nhiêu tháng. Ông ấy tớn lên ông mua liều 2 ông sổ. Sau đó cô gặp cô không nhận ra. Ông. Kiệt luôn, nó không ngồi lại được, nó lật nó lật kèo ấy. Thế cho nên cái người mà đi phổ biến ấy cũng phải là cao tay, cũng phải là đầy kinh nghiệm, cũng là bác sĩ chuyên khoa hay gì gì. Đằng này cái người phổ biến thì trình độ kém, người thực hành thì lại tham. Thế thì con Phật Phật rước, con ma ma lôi, phải cao tay ấn nữa, phải dày mình trong kinh nghiệm trường đời, trong kinh nghiệm trường thực dưỡng và bệnh nhân này. Cô gặp không biết bao nhiêu trường hợp như thế chỉ vì tham, dục tốc bất đạt. Cứ này này, con đường của thực dưỡng bây giờ mới là con đường từ từ thành Phật, con đường từ từ khỏi bệnh. Vì trong quá trình từ từ đấy, người ta còn phải học bài, người ta còn phải sám hối, người ta còn phải cầu xin tha thứ, sám hối cái miệng. Tại vì tham, 2/3 thức ăn mà bạn ăn vào để nuôi bác sĩ, mình phải nhận ra như thế thì mình mới học xong cái bài, mình tiến bộ được. Bởi vì thực dưỡng chủ trương là gì mà biết đâu, nếu chứng văn đoán không tăng, bệnh không lui. Thế còn bây giờ cứ bảo ăn này khỏi nhưng mà chính văn hóa đã tăng chưa? Đã biết là nguyên nhân của bệnh tật chưa? Nếu chưa biết lại học tiếp. Cô cũng thế, ai cũng thế. Ngay cả tiên sinh Ô Số 3 còn thế. Vậy thì tất cả chúng ta đến đây để học, để tu học.